Ngày nào cũng thấy ngươi ăn samosa, cho nên cả đời không ăn nên làm ra. Phải công nhận, đại ca chửi cũng giống như làm thơ. Đừng có nói tới chuyện thơ ca làm gì nữa hết á. Hỏi coi đại ca của các người làm nghề gì mà lên mặt buôn lậu cướp bóc. Nếu làm mấy nghề thất đức đó, thà mỗi ngày ăn samosa thiếu còn tốt hơn. Ăn cướp thì có liên quan gì tới mấy người chứ, ít ra thì không cần cực khổ, ngày nào cũng hầu hạ người ta hết, bưng bánh rồi lại pha trà, đã vậy còn gặp mấy tên không có tiền mà phải bán thiếu nữa. Nói hai người đó, cặp tôi thất nghiệp, chuyên gia ăn quịch. Hên quá, cảnh sát trưởng, anh mau lại đây, anh mau vô dẹp loạn giùm tôi đi. Bọn họ đánh nhau lung tung thất tập quán của tôi. Đừng tranh pháp luật, tôi yêu cầu các người dừng tay lại. Nghe chưa Mô Tu, tôi lấy samosa ra thệ với anh. John à, tôi lấy tiền bạc ra thệ với anh, dừng lại cho tôi. Ở thần linh ơi, ai mới đâm khổ tôi vậy? Tôi vô thôi mà. Cảnh sát trưởng Kim Cương đây. Đau quá, đau quá, đánh lộn người rồi. Mẹ ơi, ba ơi. Cảnh sát trưởng sao lại ở đây vậy? Mấy người đánh sướng tay rồi giờ mới chịu hỏi han tôi hả? Không cần giả bộ đâu. Tên John kia, sao cuộc đời của anh làm chuyện gì cũng phải dính vô hai chữ phạm pháp hết vậy? Mô Tu Bạch Lu, lo tìm việc gì đó làm giùm tôi. Đừng có suốt ngày lông trong ngoài đường đánh nhau nữa. Được rồi cảnh sát trưởng ơi, từ hôm nay chúng tôi hứa sẽ chăm chỉ tìm việc làm. Tôi cũng hứa sẽ cố gắng không làm sếp chịu khổ nữa. Có tư tưởng hướng thiện là rất tốt. Nếu tôi nhận được bất kỳ khiếu nại gì nữa, các người sẽ phải vào tù ngay lập tức, có biết chưa? Mãi vô, mãi vô, trái cây tươi ngon nè mọi người ơi, mãi vô. Bên đó buôn bán tốt quá hà, chúng ta phải hành động thôi. Mau liệt kê cho ta một danh sách phá hoại việc làm ăn của đối thủ đi. Phải công nhận một điều nha đại ca, không làm thơ mà nghe vẫn hay. Thôi lắm. Đừng có nói nhảm nữa, mau nghĩ ra cách gì đó phá chuyện làm ăn của bên kia cho ta đi, nhanh lên. Đại ca, chúng ta tìm mấy con khỉ và đem tới đây, chúng sẽ ăn hết trái cây của bọn họ rồi bỏ chạy tán loạn, được không? Tiến lên một bước rồi cúi đầu xuống. Ít ra cũng phải nói gì đó hợp lý chút xíu chứ. Ta vừa nghĩ được ý tưởng này hay hơn nhiều nè. Chúng ta sẽ đem vài con khỉ thả qua bên đó, cho bọn chúng ăn hết sạch trái cây rồi bỏ chạy. Quá hoàn hảo, đại ca thông minh thiệt. Từ trước tới giờ những cách em nghĩ không xài được. Trái cây để bán không phải để ăn đâu. Bỏ ra, nhanh lên, bỏ ra. Mẹ ơi, cứu con với. Lũ khỉ này từ đâu ra vậy không biết nữa, biến đi. Nếu không đừng trách tao nổi giận đó nha. Lộn rồi khỉ ơi, tao không phải là trái chuối chính thiệt đâu à. Chuối thiệt ở dưới cửa hàng của tao mới có kìa. Xuống đi. Vậy là cửa hàng trái cây của Mô Tu Bách Lu chuẩn bị phá sản. Sô-cô-la của chúng ta sẽ đắt hàng, sẽ có nhiều khách, sẽ phát tài. Biến khỏi đây đi. Mô Tu, nghĩ cách gì đi. Hắn ta phá hoại cửa hàng của chúng ta để kéo khách cho tiệm kẹo này nè. Nhưng khi đói bụng thì tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi đó. Anh nghĩ giúp tôi đi. Sáng kiến. Sô-cô-la miễn phí. Chúng ta mau đi thôi, có sô-cô-la miễn phí kìa. Chắc là mấy đứa nhỏ sẽ thích lắm cho coi. Mai vô kẹo đây, hương vị không che vào đâu được. Sô-cô-la ngon tuyệt vời. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không ai chịu nói lời nào. Nếu ăn xong rồi trả tiền cho ta mau. Đại ca, câu vừa rồi không giống thơ chút nào hết. Ta kêu ngươi tới đây làm việc chứ không phải là bình thơ. Mau đòi tiền kẹo lại cho ta.
Tiền kẹo đâu? Trả lại cho ta. Anh ra ngoài coi cái bảng đi kìa. Phát sô cô la miễn phí mà đòi tiền nữa là sao chứ? Anh định lừa chúng tôi có đúng vậy không hả? Anh làm vậy để dụ chúng tôi tới đây chứ gì? Lừa đảo, đánh hắn đi, đánh đi. Ai nhốt tôi trong tủ lạnh vậy? Kẹo của ta, tiền của ta, buồn quá. Đại ca, đại ca, nhìn cái này nè. Mô tô bắt luôn. Cửa hàng đồ chơi, cửa hàng đồ thể thao. Anh vô trong coi thử đi, tôi có bán nhiều đồ chơi cho thằng nhỏ nhà anh lắm á. Tôi nghĩ anh nên mua đồ cho mình trước đã. Thí dụ như găng tay, tôi có găng tay đấm bốc nè, rồi bao gạo nữa, cái gì cũng có hết. Tôi sẽ giảm giá đặc biệt cho anh luôn. Vô coi thử nha, tôi giảm giá cho anh. Qua bên tôi đi, đã nói anh sẽ thích mà. Bên tôi nè. Tôi không thích vô cửa hàng nào hết, mấy người thích thì tự vô coi một mình đi nha. Cảnh sát trưởng ơi, cũng nhờ lời khuyên chân thành của sếp hôm bữa mà chúng tôi mới quyết định mở một cửa hàng đồ chơi. Sếp vô coi thử đi sếp, nhanh lên đi, xin mời. Xin mời. Quan đã, sếp nghe tôi quảng cáo nè, nhờ sếp mà chúng tôi đã mở cửa hàng buôn bán đàng hoàng rồi đó. John, tôi rất vui khi biết anh trở thành một người tốt, nhưng tôi thích đồ chơi hơn, cho nên muốn vào cửa hàng của Moto Bách Lu coi một chút trước đã ha. Trời, không được làm bậy. Chạy nhanh lên đi. Trả tiền đây, tôi không giỡn đâu nha. Tất cả dừng lại, nhân danh pháp luật tôi phải bắt giam các người thôi. Trời, dừng lại. Tôi bắt luôn nữa, tôi dừng lại. Thật lên đây, cái gì vậy? Ôi, bắt luôn, cẩn thận. Anh tiểu tôi rồi, không thấy đường. Ôi, thật lên đây. Quay lại để bắt luôn. Ủa, mấy người giết hết rồi hả? Tất cả dừng lại, tôi nói dừng lại cho tôi. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cảnh sát trưởng chim gươm này, không một ai hết. Mau tăng tốc. Ôi mẹ ơi. Xếp cho tôi mượn xe chạy trốn chút xíu nha, tôi sẽ quay trở lại sau. Tạm biệt. Đuổi theo nhanh lên, bọn chúng dám lấy chiếc xe của tôi đi rồi kìa. Làm sao mà tôi có thể cùng lúc chở hai người lận? Ráng lên, đây chính là mệnh lệnh, nhân danh tình yêu, công lý và pháp luật. Nhanh lên. Samosa. Giỏi lắm Mô Tu. Cảnh sát trưởng ơi, sao anh lại nhốt chúng tôi vô đây chứ? John là người đã cướp hộp tiền của tiệm chúng tôi mà, chúng tôi đâu có làm gì sai đâu. Đúng là tên John không làm chuyện gì tốt hết, nhưng hai người đã bày trò chơi xỏ lại anh ta, tôi nói đúng chứ? Vậy thì quan ức chỗ nào? Nếu các anh vẫn không chịu hối cải thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Quyết định vậy nha, tạm biệt. À.
Hên là mình ra ngoài kịp lúc.